hoài nghi ngữ căng kha ca tha năm trăm hai mươi hai tự ngôn sự hoài nghi của la hán vẫn còn phải chăng phản ngữ phải rồi tự ngôn hoài nghi hoài nghi yểm hoài nghi triền hoài nghi cái của la hán vẫn có phải chăng? Phản ngữ, không nên nói thế đó. 523. Tự ngôn Hoài nghi, hoài nghi yểm, hoài nghi triền, hoài nghi cái của La Hán không có, phải chăng? Phản ngữ, phải rồi. Tự ngôn Nếu mà hoài nghi, hoài nghi yểm, hoài nghi triền, hoài nghi cái của La Hán không có. Thời chớ nói rằng sự hoài nghi của La Hán vẫn có. 524. Tự ngôn Sự hoài nghi của Phạm Phu vẫn có và hoài nghi, hoài nghi yểm, hoài nghi triền, hoài nghi cái của họ cũng vẫn còn có, phải chăng? Phản ngữ, phải rồi tự ngôn. Sự hoài nghi của La Hán vẫn có và hoài nghi, hoài nghi yểm, hoài nghi triền, hoài nghi cái của Ngài cũng vẫn còn có, phải chăng? Phản ngữ, không nên nói thế đó. 525 Tự ngôn Sự hoài nghi của La Hán vẫn có, nhưng hoài nghi, hoài nghi yểm, hoài nghi triền hoài nghi cái của ngài không có phải chăng phản ngữ phải rồi tự ngôn sự hoài nghi của phạm phu vẫn có mà hoài nghi hoài nghi yểm hoài nghi triền hoài nghi cái của họ vẫn không có chăng phản ngữ không nên nói thế đó năm trăm hai mươi sáu tự ngôn sự hoài nghi của la hán vẫn có phải chăng phản ngữ phải rồi tự ngôn sự hoài nghi trong phật bảo pháp bảo tăng bảo hoài nghi điều học hoài nghi đời vị lai hoài nghi đời quá khứ hoài nghi cả đời vị lai và quá khứ Hoài nghi pháp y tương sinh do duyên trợ mới có ra như thế, của La Hán vẫn có phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó. 527. Tự ngôn: Sự hoài nghi trong Phật bảo, pháp bảo, tăng bảo, hoài nghi pháp y tương sinh là do duyên trợ mới có ra như thế, của La Hán không có phải chăng? Phản ngữ phải rồi. Tự ngôn, nếu mà hoài nghi trong Phật bảo, pháp bảo, tăng bảo, hoài nghi pháp y tương sinh bởi do duyên trợ mới ra như thế của La Hán không có, thời chớ nên nói rằng sự hoài nghi của La Hán vẫn có. 528 tự ngôn sự hoài nghi của phàm phu vẫn có hoài nghi hoài nghi phật bảo hoài nghi pháp bảo hoài nghi pháp y tương sinh bởi duyên trợ mới có ra như thế của họ cũng vẫn còn có phải chăng phản ngữ phải rồi tự ngôn sự hoài nghi của la hán vẫn còn có và hoài nghi trong Phật bảo, pháp bảo. Hoài nghi pháp y tương sinh, bởi vì pháp phải nhờ duyên trợ mới ra, như thế của ngài vẫn còn có phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó. 529. Tự ngôn. Sự hoài nghi của La Hán vẫn có, nhưng hoài nghi trong Phật bảo pháp bảo hoài nghi pháp y tương sinh do duyên trợ mới ra như thế của ngài vẫn không có phải chăng phản ngữ phải rồi tự ngôn sự hoài nghi của phàm phu vẫn có mà sự hoài nghi trong phật bảo pháp bảo hoài nghi pháp y tương sinh do duyên trợ mới có ra như thế của họ không có phải chăng phản ngữ, không nên nói thế đó. 530 Tự Ngôn. Sự hoài nghi của La Hán vẫn có phải chăng? Phản ngữ, phải rồi. Tự Ngôn. Ái mà La Hán đã trừ tuyệt, nhổ gốc rồi, làm như cây thốt nốt đứt đọt, dĩ nhiên làm cho sau này không sanh ra được nữa phải chăng? phản ngữ, phải rồi. Tự Ngôn, nếu mà ái của La Hán đã đứt tuyệt nhổ gốc rễ rồi, làm như cây thốt nốt đứt ngọn, dĩ nhiên không đặng sanh ra sau này nữa, thời khỏi cần nói, sự hoài nghi của La Hán vẫn có. 531 Tự Ngôn sự hoài nghi của La Hán vẫn có, phải chăng? Phản ngữ, phải rồi. Tự ngôn Sân, si, vô úy mà La Hán đã tuyệt trừ. Đạo La Hán đã sanh. Giác chi đã có rồi, đặng trừ tuyệt ái phải chăng? Đạo đã từng sanh. Giác chi đã từng có hầu trừ tuyệt sân, đặng trừ tuyệt vô úy la hán là bực xa lìa ái sân si rồi đã làm cho rõ pháp đáng rõ phải chăng phản ngữ phải rồi tự ngôn nếu mà la hán là bực đã xa lìa ái sân si đã làm cho rõ rệt pháp đáng làm cho rõ rệt thời không nên nói sự hoài nghi của La Hán vẫn có. 532. Tự ngôn Sự hoài nghi của La Hán vẫn có, phải chăng? Phản ngữ Sự hoài nghi của La Hán, bực khôn khéo trong pháp của mình vẫn có. Nhưng sự hoài nghi không có với La Hán, bực khôn khéo trong pháp khác tự ngôn Sự hoài nghi của La Hán Bực khôn khéo trong pháp của mình Vẫn có phải chăng Phản ngữ Phải rồi Tự ngôn Sự hoài nghi của La Hán Bực khôn khéo trong pháp khác Vẫn có phải chăng Phản ngữ Không nên nói thế đó 533 tự ngôn. Sự hoài nghi không có với La Hán bực khôn khéo trong pháp khác, phải chăng? Phản ngữ, phải rồi. Tự ngôn Sự hoài nghi không có với La Hán bực khôn khéo trong pháp của mình, phải chăng? Phản ngữ, không nên nói thế đó. 534 Tự ngôn la hán bực khôn khéo trong pháp của mình diệt trừ ái nhưng sự hoài nghi của ngài vẫn còn có phải chăng phản ngữ phải rồi tự ngôn la hán bực khôn khéo trong pháp khác đã duyệt trừ ái nhưng sự hoài nghi của ngài vẫn còn có phải chăng phản ngữ không nên nói thế đó 535 Tự ngôn La Hán bực khôn khéo trong pháp của mình đã tuyệt trừ sân, tuyệt trừ si rồi, tuyệt trừ vô úy, đạo đã sanh, giác chi đã từng có ra đặng tuyệt trừ ái, đạo đặng sanh, giác chi đã từng sanh đặng tuyệt trừ sân, tuyệt trừ vô úy phải chăng năm trăm ba mươi sáu tự ngôn la hán bực khôn khéo trong pháp của mình người đã xa lìa ái sân si làm cho rõ rệt pháp đáng làm rõ rệt nhưng sự hoài nghi của ngài vẫn còn có phải chăng phản ngữ phải rồi tự ngôn la hán bực khôn khéo trong pháp khác thành người xa lìa, ái, sân, si rồi. Đã làm cho rõ Pháp, đáng làm cho rõ. Nhưng hoài nghi của Ngài vẫn còn có, phải chăng? Phản ngữ, không nên nói thế đó. 537 Tự ngôn La Hán, bực khôn khéo trong Pháp khác, đã trừ ái và sự hoài nghi của Ngài cũng không có, phải chăng? Phản ngữ, phải rồi. Tự ngôn Là Hán, bực khôn khéo trong Pháp của mình, đã tuyệt trừ và sự hoài nghi của Ngài cũng không có, phải chăng? Phản ngữ, không nên nói thế đó. 538 Tự ngôn La Hán khôn khéo trong pháp khác đã tuyệt trừ sân, tuyệt trừ si rồi, đã tuyệt trừ vô úy, đạo đã sanh, giác chi đã từng có ra hầu tuyệt trừ sân, trừ tuyệt đặng vô úy phải chăng? 539 Tự ngôn La Hán bực khôn khéo trong pháp khác thành người đã xa lìa ái sân si từng làm cho rõ pháp đáng làm cho rõ và sự hoài nghi của ngài cũng không có phải chăng phản ngữ phải rồi tự ngôn la hán bực khôn khéo trong pháp của mình thành người đã xa lìa ái sân si từng làm cho rõ pháp đáng làm cho rõ và sự hoài nghi của ngài cũng không có phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó. 540 Tự ngôn: Sự hoài nghi của La Hán vẫn có phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. Tự ngôn: Đức Thế Tôn ngài có phán rằng này chưa bích khu Như Lai nói lậu tận Dành riêng cho người đang thấy Đang rõ Chớ không nói Để cho người chẳng phải Đang thấy, đang rõ Mà người đang thấy Bằng cách nào Mới đặng sự lậu tận Người đang thấy Đang rõ như vậy Đây là sắc Đây là cách diệt của thức Này chưa biết khu người đang thấy đang tỏ, ngộ như thế mới đặng sự lậu tận, như đây là bài kinh vẫn thật có phải chăng? Phản ngữ, phải rồi. Tự Ngôn, nếu thế đó, thời không nên nói rằng sự hoài nghi của La Hán vẫn có. 541 Tự Ngôn sự hoài nghi của la hán vẫn có phải chăng phản ngữ phải rồi tự ngôn đức thế tôn ngài có phán rằng này chưa biết khu như lai thuyết sự lậu tận dành riêng cho người đang thấy đang rõ chớ không thuyết cho người chẳng phải đang thấy đang rõ mà người đang thấy đang rõ như thế nào mới đặng sự tận lậu. Người đang thấy đang rõ như vậy. Đây là khổ. Đây là con đường đi đến diệt khổ. Như thế mới đặng sự tận lậu. Này chưa biết khu. Người đang thấy đang rõ như thế này mới đặng có sự tận lậu. Đây là bài kinh vẫn chắc có thật phải chăng? Phản ngữ phải rồi. Tự ngôn, nếu thế đó, thời không nên nói rằng sự hoài nghi của La Hán vẫn có. 542. Tự ngôn, sự hoài nghi của La Hán vẫn có phải chăng? Phản ngữ phải rồi tự ngôn đức thế tôn ngài có phán rằng này chưa biết khu người không hiểu bằng tuệ cao siêu không chăm chú rõ chẳng không bài trừ cả sự vật vẫn là người không đáng để đặng khổ khi nào rõ bằng tuệ cao siêu chăm chú hiểu rõ ói mửa tất cả sự vật mới thành người đáng làm cho hết khổ đây là bài kinh vẫn có chắc phải chăng? Phản ngữ, phải rồi. Tự ngôn, nếu thế đó, thời không nên nói rằng sự hoài nghi của La Hán vẫn có. 543. Tự ngôn, sự hoài nghi của La Hán vẫn có phải chăng? Phản ngữ, phải rồi. Tự ngôn đức thế tôn ngài có phán rằng sơ đạo đồng thời khi ứng của ngài thành người không thể sẽ làm sai cơ sở cách nặng đây là bài kinh thật vẫn có phải chăng phản ngữ phải rồi tự ngôn nếu thế đó cũng không nên nói rằng sự hoài nghi của la hán vẫn có năm trăm bốn mươi bốn tự ngôn sự hoài nghi của la hán vẫn có phải chăng phản ngữ phải rồi tự ngôn đức thế tôn ngài có phán rằng này chưa biết khu khi nào con mắt thấy pháp mà xa lìa bụi trần phát sanh thánh tăng như vậy mỗi một sự nào sanh ra thì những sự vật tự nhiên sẽ diệt theo lẽ thường như thế trong khi đó đồng sanh ra nơi thấy thời thánh tăng cũng bài trừ đặng ba cách như là thân kiến hoài nghi giới cấm thủ bài kinh thế này thật có phải chăng phản ngữ phải rồi Tự Ngôn Nếu thế đó, thời không nên nói rằng sự hoài nghi của La Hán vẫn có. 545 Tự Ngôn Sự hoài nghi của La Hán vẫn có phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. Tự Ngôn Đức Thế Tôn Ngài có phán rằng Chính khi nào tất cả Pháp hiện bày cho Phạm Chí, người đang có sự tinh tấn, tất cả hoài nghi của Phạm Chí ấy vẫn thoạt mất, bởi do biết Pháp luôn cả nhân. Chính khi nào tất cả Pháp hiện bày cho Phạm Chí bực đặng tinh tấn, khi đó tất cả sự hoài nghi của Phạm Chí ấy vẫn tiêu diệt do đặng biết đến sự mất của tất cả duyên mà khi nào tất cả pháp hiện bày cho phạm chí bực đang tinh tấn khi ấy phạm chí đó vẫn hạn chế ma và tọa cụ ma ma ra đặng như mặt trời mọc hạn chế tối còn làm cho hư không sáng rỡ thế đó sự hoài nghi trong đời này hoặc đời khác lịch sử ta hoặc lịch sử người khác chẳng hạn cách nào người đó có sự tinh tấn phẩm hạnh tốt đẹp vẫn bài trừ những sự hoài nghi đó đều đặn hết những người nào lướt đặn tất cả sự hoài nghi trong khi những người đang có sự hoài nghi thành bực không có sự hoài nghi không trở ngại bố thí thì chỗ cho của người ấy có quả phúc rất nhiều. Cách thuyết pháp trong tôn giáo này dĩ nhiên như thế. Chư thinh văn đó, vị nào hoặc sẽ còn hoài nghi, chúng tôi xin làm lễ Đức Phật bực cao tột. Ngài vượt khỏi dòng luân hồi và Ngài đoạn đức sự hoài nghi đặng. Như đây là bài kinh vẫn có thật, phải chăng? Phản ngữ, phải rồi. Tự Ngôn: Nếu thế đó, thời không nên nói rằng sự hoài nghi của La Hán vẫn có. 546. Phản ngữ: Không nên nói rằng sự hoài nghi của La Hán vẫn còn có phải chăng? Tự Ngôn: Phải rồi. Phản ngữ: la hán có thể hoài nghi trong tên và họ của nhiều người nam nữ có thể hoài nghi đường đi trúng trật có thể hoài nghi tên của rừng bụi cỏ cây cũng đặng phải chăng tự ngôn phải rồi phản ngữ nếu mà la hán có thể hoài nghi trong tên và họ của nhiều người nam nữ có thể hoài nghi đường đi trúng trật có thể hoài nghi tên của rừng núi cỏ cây cũng đặn chính do nhân đó ngài phải nói rằng sự hoài nghi của la hán vẫn có tự ngôn bởi la hán có thể hoài nghi trong tên và họ của nhiều kẻ nam nữ có thể hoài nghi đường đi trúng trật có thể hoài nghi tên rừng bụi cỏ cây cũng đặn thế đó thì sự hoài nghi của la hán mới còn có phải chăng phản ngữ phải rồi tự ngôn la hán có thể hoài nghi trong sơ quả nhị quả tam quả hoặc trong quả la hán cũng đặng phải chăng phản ngữ không nên nói thế đó dứt hoài nghi ngữ tha tiếp dẫn ngữ Paravitara Ngakatha 547 Tự ngôn Cách tiếp độ của người khác thuộc phần La Hán vẫn còn có phải chăng? Phản ngữ, phải rồi. Tự ngôn La Hán mà người khác phải tiếp dẫn đi đặng mà người phải dẫn đi đặng nương nhờ người khác, nương đổ kẻ khác, biết không thấy, si mê không biết mình phải chăng. Phản ngữ, không nên nói thế đó. 548 Tự ngôn La hán mà người khác không phải dẫn đi đặng, người khác không phải dẫn đi đặng, không y chỉ người khác nương đỡ kẻ khác. Biết thấy không si mê, vẫn biết mình phải chăng phản ngữ phải rồi. Tự ngôn: Nếu mà la hán người khác không phải dẫn đi đặng, người không thể dắt đi đặng, không nương người khác, không dựa người khác, sự biết thấy chẳng mê mờ, vẫn biết mình thời không phải rằng cách dẫn dắt của người khác dành riêng La Hán vẫn có. 549 Tự ngôn Cách tiếp dẫn của người khác thuộc về phàm phu, có, và họ có người khác phải dẫn đi đặng, có người khác dắt đi đặng, nương người khác, dựa người khác không biết, không thấy, còn mê mờ, thiếu lương tri phải chăng? Phản ngữ, phải rồi. Tự ngôn Cách dẫn dắt của người khác thuộc về La Hán vẫn còn. Ngài có người khác phải dắt, có người khác phải dẫn đi, nương người khác, dựa người khác, không biết, không thấy, tối tâm. Thiếu Lương Tri phải chăng phản ngữ không nên nói thế đó. 550 tự ngôn. Cách tiếp dẫn của người khác dành riêng La Hán vẫn còn có, nhưng ngài mà người khác không phải dắt đi đặng, mà người khác không phải dẫn đi đặng, không nương người khác không dựa người khác, sự thấy biết chẳng mờ tối, vẫn có lương tri phải chăng? Phản ngữ, phải rồi. Tự ngôn. Cách tiếp dẫn của người khác thuộc phần phàm phu vẫn có, nhưng họ đối với người khác không phải dẫn đi đặng. Đối với người khác không phải dắt đi đặng, không nương người khác không dựa người khác, sự thấy biết chẳng mờ tối, vẫn lương tri phải chăng? Phản ngữ, không nên nói thế đó. 551. Tự ngôn, cách tiếp dẫn của người khác thuộc phần la hán vẫn còn có phải chăng? Phản ngữ, phải rồi tự ngôn Cách tiếp dẫn của người khác trong Phật Bảo Pháp Bảo Tăng Bảo Trong Điều Học Trong Đời Vị Lai Đời Quá Khứ Hay luôn cả Đời Quá Khứ Vị Lai Cùng trong Pháp Y Tương Sinh Nó phải nương trợ mới sanh ra Riêng phần La Hán vẫn còn có phải chăng? Phản ngữ không nên nói thế đó. 552. Tự Ngôn. Cách tiếp dẫn của người khác trong Phật bảo, pháp bảo, tăng bảo, trong pháp y tương sinh là pháp do duyên trợ mới có ra. Tiếp dẫn như thế, không có với la hán phải chăng? Phản ngữ, phải rồi. Tự Ngôn. Nếu mà cách tiếp dẫn của người khác trong Phật bảo, pháp bảo, trong pháp y tương sinh là pháp do nhờ nhau mới sanh ra thì không có với la hán. Vậy chớ nói rằng cách tiếp dẫn của người khác thuộc về la hán vẫn còn có. 553 Tự ngôn Cách tiếp dẫn của người khác thuộc về phàm phu vẫn có và cách tiếp dẫn của người khác trong Phật bảo, Pháp bảo, trong Pháp y tương sinh là Pháp do trợ mới có ra thuộc về phàm phu đó cũng vẫn có, phải chăng? Phải ngữ, phải rồi. Tự ngôn Cách dẫn dắt của người khác thuộc phần la hán cũng có, và cách tiếp dẫn người khác trong Phật bảo, pháp bảo, pháp y tương sinh là pháp nương nhờ mới sanh ra thuộc về la hán đó cũng còn vẫn có phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó. 554. Tự ngôn. Cách tiếp dẫn của người khác về phần la hán còn có nhưng cách tiếp dẫn của người khác trong phật bảo pháp bảo trong pháp y tương sinh là pháp nhờ nhau mới có ra không có với ngài phải chăng phản ngữ phải rồi tự ngôn cách tiếp dẫn của người khác thuộc về phàm phu vẫn có nhưng cách tiếp dẫn của người khác trong phật bảo pháp bảo trong pháp y tương sinh là pháp nhờ nhau mới có ra thì không có với ngài phải chăng phản ngữ phải rồi tự ngôn cách tiếp dẫn của người khác thuộc về phàm phu vẫn có nhưng cách tiếp dẫn của người khác trong phật bảo pháp bảo trong pháp y tương sinh là pháp do trợ mới có ra không có với người đó phải chăng phản ngữ không nên nói thế đó. 555 Tự ngôn Cách tiếp dẫn của người khác thuộc về La Hán còn có phải chăng? Phản ngữ, phải rồi. Tự ngôn Ái mà La Hán đã trừ tuyệt, nhổ gốc rễ rồi, làm cho cây thốt nốt đứt đọt, dĩ nhiên không còn sanh lại sau này phải chăng phản ngữ phải rồi tự ngôn nếu ái mà la hán đã tuyệt trừ nhổ gốc rễ rồi làm cho cây thốt nốt đứt đọt dĩ nhiên sau này không sanh nữa thời nên nói cách tiếp dẫn của người khác thuộc về la hán vẫn có sân si vô ý mà la hán đã tuyệt trừ phải chăng năm trăm năm mươi sáu tự ngôn La hán đã từng phát sanh đạo phát chi từng sanh hầu trừ tuyệt ái đạo đã từng sanh giác chi đã từng sanh đặng trừ tuyệt sân đặng trừ tuyệt vô úy phải chăng năm trăm năm mươi bảy tự ngôn La Hán bực đã xa lìa ái sân si rồi, đã làm cho rõ rệt pháp đáng rõ rệt phải chăng? Phản ngữ, phải rồi. Tự ngôn, nếu mà La Hán là bực đã xa lìa ái sân si đã làm cho rõ rệt pháp đáng làm cho rõ rệt. Thời không nên nói cách tiếp dẫn của người khác thuộc phần La Hán vẫn còn có 558 Tự ngôn Cách tiếp dẫn của người khác thuộc phần La Hán vẫn có, phải chăng? Phản ngữ Cách tiếp dẫn của người khác thuộc về La Hán, bực khôn khéo trong pháp của mình vẫn còn có. Nhưng cách tiếp dẫn của người khác không có với bực La Hán khôn khéo trong pháp khác. Tự ngôn cách tiếp dẫn của người khác thuộc về bực la hán, khôn khéo trong pháp của mình vẫn còn có, phải chăng? Phản ngữ, phải rồi. Tự ngôn Cách tiếp dẫn của người khác thuộc về bực la hán khôn khéo trong pháp khác vẫn còn có, phải chăng? Phản ngữ, không nên nói thế đó. 559 tự ngôn Cách tiếp dẫn của người khác không có với bậc La Hán khôn khéo trong pháp khác phải chăng? Phản ngữ, phải rồi. Tự ngôn Cách tiếp dẫn của người khác không có với bậc La Hán khôn khéo trong pháp của mình phải chăng? Phản ngữ, không nên nói thế đó. 560 tự ngôn bực la hán khôn khéo trong pháp của mình đã tuyệt trừ ái nhưng cách tiếp dẫn của người khác dành riêng ngài vẫn còn có phải chăng phản ngữ phải rồi tự ngôn bực la hán khôn khéo trong pháp khác đã trừ tuyệt ái nhưng cách tiếp dẫn của người khác dành riêng ngài vẫn có phải chăng phản ngữ, không nên nói thế đó. 561. Tự ngôn. Bậc La Hán khôn khéo trong pháp của mình trừ tuyệt sân, trừ tuyệt si rồi, trừ tuyệt vô úy rồi. 562. Tự ngôn. Bậc La Hán khôn khéo trong pháp của mình, đạo đã từng sanh giác chi đã từng sanh, hầu trừ tuyệt ái, đạo đã từng sanh, giác chi đã từng sanh đặng tuyệt trừ sân, hầu trừ tuyệt vô úy. 563 Tự ngôn Bực la hán khôn khéo trong pháp của mình, người đã xa lìa, ái, sân, si, từng làm cho rõ pháp đáng cho rõ nhưng cách tiếp dẫn của người khác dành riêng cho ngài vẫn còn có phải chăng phản ngữ phải rồi tự ngôn bực la hán khôn khéo trong pháp khác thành người đã xa lìa ái sân si từng làm cho rõ pháp đáng làm cho rõ nhưng cách tiếp dẫn của người khác dành riêng Ngài vẫn còn có, phải chăng? Phản ngữ, không nên nói thế đó. 564. Tự ngôn Bực La Hán khôn khéo trong pháp khác đã trừ ái và cách tiếp dẫn của người khác cũng không có với Ngài, phải chăng? Phản ngữ, phải rồi tự ngôn. Bực La Hán khôn khéo trong pháp của mình đã tuyệt trừ cách tiếp dẫn của người khác không có với Ngài, phải chăng? Phản ngữ, không nên nói thế đó. Tự ngôn Bực La Hán khôn khéo trong pháp khác đã tuyệt trừ sân, tuyệt trừ si rồi, tuyệt trừ vô ý rồi. Năm trăm sáu mươi lăm Tự ngôn Bực la hán khôn khéo trong pháp khác. Đạo từng sanh, giác chi đã từng sanh. Đặng tuyệt trừ ái từng sanh, giác chi đã từng sanh. Đặng tuyệt trừ sân, đặng tuyệt trừ vô úy. Năm trăm sáu mươi sáu Tự ngôn bực la hán khôn khéo trong pháp khác thành đã xa lìa ái sân si từng làm cho rõ pháp đáng làm cho rõ cách tiếp dẫn của người khác cũng không có với ngài phải chăng phản ngữ phải rồi tự ngôn bực la hán khôn khéo trong pháp của mình thành người xa lìa ái sân si từng làm cho rõ pháp đáng làm cho rõ và tiếp dẫn của người khác cũng không có với ngài phải chăng? phản ngữ, không nên nói thế đó. 567 Tự ngôn. Cách tiếp dẫn của người khác dành riêng La Hán vẫn còn có phải chăng? phản ngữ, phải rồi. Tự ngôn Đức Thế Tôn, Ngài có phán rằng, Này chư Bích Khu, như Lai nói, lậu tận dành riêng cho người đang thấy, đang biết, chứ không nói để cho người chẳng phải đang thấy, đang biết. Mà người đang thấy, đang biết thế nào mới có đặng lậu tận. Bực đang thấy, đang biết như vậy. Cách này là sắc. Cách này là lối diệt của thức này chưa biết khu bực đang thấy đang biết như đây mới đặng có sự tận lậu đây là bài kinh vẫn thật có phải chăng phản ngữ phải rồi tự ngôn nếu thế đó thời không nên nói rằng cách tiếp dẫn của người khác dành riêng la hán vẫn còn có 568 tự ngôn cách tiếp dẫn của người khác dành riêng la hán vẫn còn có phải chăng phản ngữ phải rồi tự ngôn đức thế tôn ngài có phán rằng này chưa biết khu như lai thuyết lậu tận dành riêng cho bực đang rõ đang thấy chất không thuyết cho người chẳng phải đang rõ chẳng phải đang thấy bực đang rõ đang thấy thế nào mới có sự lậu tận bực đang rõ đang thấy như vậy đây là khổ đây là nhân sanh khổ đây là pháp diệt khổ đây là con đường diệt khổ như thế này mới có sự tận lậu này chưa biết khu Người đang rõ đang thấy như đây mới có sự tận lậu. Đây là bài kinh vẫn thật có phải chăng? Phản ngữ, phải rồi. Tự Ngôn, nếu thế đó không nên nói rằng cách tiếp dẫn của người khác dành riêng La Hán vẫn còn có. 569 Tự Ngôn cách tiếp dẫn của người khác dành riêng cho la hán vẫn còn có phải chăng phản ngữ phải rồi tự ngôn đức thế tôn ngài có phán rằng này chưa biết khu người mà không biết bằng trí cao siêu không chăm chú hiểu không ói mửa không bài trừ tất cả sự vật thời thành người không đáng cho sự dứt khổ chừng nào biết bằng tuệ cao siêu chăm chú rõ ói mửa ra bài trừ tất cả sự vật thì mới thành người đáng cho sự dứt khổ đây là bài kinh vẫn thật có phải chăng phản ngữ phải rồi tự ngôn nếu thế đó thời không nên nói rằng cách tiếp dẫn của người khác dành cho La Hán vẫn còn có. 570 Tự ngôn Cách tiếp dẫn của người khác dành riêng cho La Hán vẫn còn có, phải chăng? Phản ngữ, phải rồi. Từ ngôn Đức Thế Tôn, Ngài có phán rằng đồng thời đắc sơ đạo, bực nhất lai, thành người sẽ không làm sáu cách sai ý nghĩa rồi. Đây là bài kinh vẫn thật có, phải chăng? Phản ngữ, phải rồi. Tự ngôn Nếu thế đó, thời không nên nói rằng cách tiếp dẫn của người khác dành cho La Hán vẫn có. 571 tự ngôn cách tiếp dẫn của người khác dành cho la hán vẫn còn có phải chăng phản ngữ phải rồi tự ngôn đức thế tôn ngài có phán rằng này chưa biết khu trông vào con mắt thấy pháp mà xa lìa bụi trần đặng sanh ra với thánh tăng cho rằng mỗi sự vật nào lẽ thường phát sanh ra tất cả này dĩ nhiên phải diệt mất như vậy trong khi đó đồng thời sanh nơi thấy thời thánh tăng mới bày trừ tam triền như là tà kiến hoài nghi giới cấm thủ đây là bài kinh vẫn thật phải chăng phản ngữ phải rồi tự ngôn nếu thế đó, thời không nên nói rằng cách tiếp dẫn của người khác dành cho La Hán vẫn còn có. 572. Tự ngôn Cách tiếp dẫn của người khác dành cho La Hán còn có phải chăng? Phản ngữ, phải rồi. Tự ngôn Đức Thế Tôn, Ngài có phán rằng Này Đô Ta Ca, như lai không cần làm cho sẽ cởi mở ai chỗ có sự hoài nghi trong những khi ngài biết pháp đặc biệt bằng tuệ cao siêu thời khỏi bộc Oga, này đặng bằng cách thế ấy đây là bài kinh vẫn có thật phải chăng phản ngữ phải rồi tự ngôn nếu thế đó thời không nên nói rằng cách tiếp dẫn của người khác dành cho la hán vẫn còn có. 573 Phản ngữ. Không nên nói rằng cách tiếp dẫn của người khác dành cho la hán vẫn còn có phải chăng? Tự ngôn phải rồi. Phản ngữ. Người khác phải giới thiệu tên họ của nam nữ phải chỉ dẫn đường đi trúng trật và những tên rừng bụi cỏ cây cho la hán phải chăng tự ngôn phải rồi phản ngữ nếu mà người khác phải giới thiệu tên họ của những nam nữ phải chỉ bảo đường đi trúng trật và những tên rừng bụi cỏ cây cho la hán chính do nhân đó ngài mới nói rằng cách tiếp dẫn của người khác dành cho La Hán vẫn còn có. 574 Tự ngôn Do người khác phải giới thiệu tên họ những nam nữ, phải chỉ dẫn đường đi trúng trật và những tên rừng bụi cỏ cây cho La Hán. Đó là cách tiếp dẫn của người khác dành cho La Hán mới còn có, phải chăng? Phản ngữ Phải rồi Tự ngôn Người khác phải tiếp dẫn sơ quả Nhị quả Tam quả Hoặc tứ quả cho la hán Phải chăng Phản ngữ Không nên nói thế đó Dứt tha tiếp dẫn ngữ Ngôn chân biết ngữ và chi bê đa kha tha năm trăm bảy mươi lăm tự ngôn cách nói năng của bậc nhập thiền vẫn có phải chăng phản ngữ phải rồi tự ngôn cách nói năng của bậc nhập thiền trong tất cả cõi vẫn có phải chăng phản ngữ không nên nói thế đó năm trăm bảy mươi sáu tự ngôn cách nói năng của bậc nhập thiền vẫn có phải chăng? phản ngữ phải rồi. tự ngôn cách nói năng của bậc nhập thiền trong tất cả thì giờ vẫn có phải chăng? phản ngữ không nên nói thế đó. năm trăm bảy mươi bảy tự ngôn cách nói năng của bậc nhập thiền vẫn có phải chăng? phản ngữ phải rồi. Tự ngôn Cách nói năng của bực nhập tất cả thiền vẫn có phải chăng? Phản ngữ không nên nói thế đó. 578 Tự ngôn Cách nói năng của bực nhập thiền vẫn có phải chăng? Phản ngữ phải rồi. Tự ngôn cách nói năng vẫn có trong tất cả các bậc nhập thiền phải chăng? Phản ngữ, không nên nói thế đó. 579. Tự ngôn. Cách nói năng của bậc nhập thiền vẫn có phải chăng? Phản ngữ, phải rồi. Tự ngôn. Cách lay động thân của người nhập thiền vẫn có phải chăng? Phản ngữ không nên nói thế đó. 580. Tự Ngôn. Cách lay động không có với người nhập thiền phải chăng? Phản ngữ, phải rồi. Tự Ngôn. Cách nói năng không có với người nhập thiền phải chăng? Phản ngữ, không nên nói thế đó. 581. Tự Ngôn khẩu của người nhập thiền vẫn có, cách nói năng cũng vẫn có phải chăng? Phản ngữ, phải rồi. Tự ngôn, thân của người nhập thiền vẫn có, cách lay động thân đặng vẫn có phải chăng? Phản ngữ, không nên nói thế đó. 582. Tự ngôn, thân của người nhập thiền vẫn có, nhưng cách lay động bằng thân không có phải chăng? Phản ngữ, phải rồi. Tự ngôn, khẩu của người nhập thiền vẫn có, nhưng cách nói năng không có phải chăng? Phản ngữ, không nên nói thế đó. 583. Tự ngôn, khi biết rằng khổ thời nói là khổ phải chăng? Phản ngữ, phải rồi. Tự Ngôn. Khi biết rằng tập samudaya thời nói là tập phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó. 584. Tự Ngôn. Khi biết rằng khổ thời nói là khổ phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. Tự Ngôn. Khi biết rằng diệt Niroda, Thời nói là diệt phải chăng? Phản ngữ, không nên nói thế đó. 585. Tự ngôn, khi biết rằng khổ, thời nói là khổ phải chăng? Phản ngữ, phải rồi. Tự ngôn, khi biết là đạo, thời nói rằng đạo phải chăng? Phản ngữ, không nên nói thế đó năm trăm tám mươi sáu tự ngôn khi biết rằng tập cũng không nói rằng tập phải chăng phản ngữ phải rồi tự ngôn khi biết rằng khổ cũng không nói rằng khổ phải chăng phản ngữ không nên nói thế đó năm trăm tám mươi bảy tự ngôn khi biết rằng gì cũng không nói là diệt phải chăng? Phản ngữ, phải rồi. Tự Ngôn, khi biết là khổ cũng không nói rằng khổ phải chăng? Phản ngữ, không nên nói thế đó. 588. Tự Ngôn, khi biết là đạo cũng không nói rằng đạo phải chăng? Phản ngữ, phải rồi. Tự Ngôn khi biết rằng khổ, cũng không nói là khổ, phải chăng? Phản ngữ, không nên nói thế đó. 589 Tự ngôn Cách nói năng của bực nhập thiền vẫn có, phải chăng? Phản ngữ, phải rồi. Tự ngôn Trí có chi làm cảnh? Phản ngữ Trí có đế làm cảnh, Tự Ngôn: Nhĩ thức có đế làm cảnh phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó. 590 Tự Ngôn: Cách nói năng của bậc nhập thiền vẫn có phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. Tự Ngôn: Nhĩ thức có chi làm cảnh? Phản ngữ: Nhĩ thức có tiếng làm cảnh. Tự Ngôn: Trí có tiếng làm cảnh phải chăng? Phản ngữ, không nên nói thế đó. 591. Tự ngôn Cách nói năng của bực nhập thiền vẫn có. Tuệ có đế làm cảnh. Nhĩ thức có thân làm cảnh phải chăng? Phản ngữ, phải rồi. Tự ngôn Nếu mà tuệ có đế làm cảnh, nhĩ thức có thinh làm cảnh, không nên nói rằng cách nói năng của bậc nhập thiền vẫn có. 592. Tự Ngôn. Cách nói năng của bậc nhập thiền vẫn có. Tuệ có đế làm cảnh, nhĩ thức có thinh làm cảnh phải chăng? Phản ngữ phải rồi. Tự Ngôn. Cách tập hợp của nhị xúc của nhị thọ, của nhị tưởng, nhị tư, của nhị tâm thành đặng phải chăng? phản ngữ, không nên nói thế đó. 593. Tự ngôn. Cách nói năng của bậc nhập thiền vẫn có phải chăng? phản ngữ, phải rồi. Tự ngôn. Cách nói năng của bậc nhập thiền mà có đề mục đất làm cảnh vẫn có, phải chăng? Phản ngữ, không nên nói thế đó. 594. Tự ngôn Cách nói năng của bực nhập thiền vẫn có, phải chăng? Phản ngữ, phải rồi. Tự ngôn Cách nói năng của bực nhập thiền mà có nước làm cảnh, lửa làm cảnh có gió làm cảnh, có ánh sáng làm cảnh, có màu làm cảnh, có màu đỏ làm cảnh, có màu trắng làm cảnh, của nhập thiền không vô biên xứ, nhập thiền thức vô biên xứ, nhập thiền vô sở hữu xứ, nhập thiền phi tưởng phi phi tưởng xứ vẫn có phải chăng? Phản ngữ, không nên nói thế đó. 595. Tự ngôn. Cách nói năng không có với người nhập thiền đề mục đất phải chăng phản ngữ phải rồi. Tự ngôn. Nếu mà cách nói năng không có với người nhập thiền đề mục đất, thời không nên nói rằng cách nói năng của người nhập thiền vẫn có. 596 tự ngôn Cách nói năng không có với người nhập thiền đề mục nước, đề mục trắng, không có với người nhập thiền không vô biên xứ, nhập thiền thức vô biên xứ, nhập thiền vô sở hữu xứ, nhập thiền phi tưởng phi phi tưởng xứ phải chăng? Phản ngữ, phải rồi. Tự ngôn nếu mà cách nói năng không có với người nhập thiền phi tưởng phi phi tưởng xứ thì chớ cho rằng cách nói năng của người nhập thiền vẫn có. 597 Tự ngôn Cách nói năng của người nhập thiền vẫn có phải chăng? Phản ngữ, phải rồi. Tự ngôn cách nói năng của người nhập thiền phàm vẫn có phải chăng? Phản ngữ, không nên nói thế đó. 598. Tự ngôn Cách nói năng của người nhập thiền vẫn có phải chăng? Phản ngữ, phải rồi. Tự ngôn Cách nói năng của người nhập sơ thiền bực phàm phu vẫn có phải chăng phản ngữ không nên nói thế đó tự ngôn cách nói năng của người nhập thiền vẫn có phải chăng phản ngữ phải rồi tự ngôn cách nói năng của người nhập nhị thiền tam thiền tứ thiền phàm phu vẫn có phải chăng phản ngữ không nên nói thế đó 599. Tự Ngôn. Cách nói năng không có với người nhập thiền phàm phải chăng? Phản ngữ, phải rồi. Tự Ngôn. Nếu mà cách nói năng không có với người nhập thiền phàm, thời chớ gọi rằng cách nói năng của người nhập thiền vẫn có. 600. Tự Ngôn cách nói năng không có với người nhập sơ thiền phàm phải chăng? Phản ngữ, phải rồi. Tự ngôn, nếu mà cách nói năng không có với người nhập sơ thiền phàm, thời chớ cho rằng cách nói năng của người nhập thiền vẫn có. 601. Tự ngôn cách nói năng không có với người nhập nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, phàm phải chăng? Phản ngữ, phải rồi. Tự ngôn Nếu mà cách nói năng không có với bậc nhập tứ thiền, phàm thời chớ cho rằng cách nói năng của bậc nhập thiền vẫn có. 602 Tự ngôn Cách nói năng của người nhập sơ thiền siêu thế vẫn có phải chăng? Phản ngữ, phải rồi. Tự Ngôn, cách nói năng của người nhập sơ thiền siêu thế vẫn có phải chăng? Phản ngữ, không nên nói thế đó. 603 Tự Ngôn, cách nói năng của bậc nhập sơ thiền siêu thế vẫn có phải chăng? phản ngữ, phải rồi. Tự ngôn, cách nói năng của người nhập nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, phàm vẫn có phải chăng? Phản ngữ, không nên nói thế đó. 604. Tự ngôn, cách nói năng không có với người nhập sơ thiền siêu thế phải chăng? Phản ngữ, phải rồi. Tự Ngôn. Cách nói năng không có với người nhập sơ thiền siêu thế phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó. 605. Tự Ngôn. Cách nói năng không có với người nhập nhị thiền, tam thiền, tứ thiền phàm phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. Tự Ngôn. Cách nói năng không có với người nhập sơ thiền siêu thế phải chăng? Phản ngữ, không nên nói thế đó. 606 Tự ngôn. Cách nói năng của người nhập sơ thiền siêu thế vẫn có phải chăng? Phản ngữ, phải rồi. Tự ngôn. Cách nói năng của người nhập nhị thiền siêu thế vẫn có phải chăng? Phản ngữ, không nên nói thế đó. 607 Từ ngôn. Cách nói năng của bậc nhập sơ thiền siêu thế vẫn có phải chăng? Phản ngữ, phải rồi. Từ ngôn. Cách nói năng của bậc tam thiền, tứ thiền siêu thế vẫn có phải chăng? phản ngữ, không nên nói thế đó. 608. Tự ngôn Cách nói năng không có với bực nhập nhị thiền siêu thế phải chăng? Phản ngữ, phải rồi. Tự ngôn Cách nói năng không có với bực nhập sơ thiền siêu thế phải chăng? Phản ngữ, không nên nói thế đó. 609 Tự ngôn Cách nói năng không có với bậc nhập tam thiền, tứ thiền siêu thế phải chăng? Phản ngữ, phải rồi. Tự ngôn Cách nói năng không có với bậc nhập sơ thiền siêu thế phải chăng? Phản ngữ, không nên nói thế đó. 610 Phản ngữ Chớ nên nói rằng cách nói năng của bậc nhập thiền vẫn có, phải chăng? Tự ngôn, phải rồi. Phản ngữ Đức Thế Tôn có phán Tầm, tứ là khẩu hành Và tầm, tứ của bậc nhập sơ thiền cũng vẫn có, phải chăng? Tự ngôn, phải rồi. Phản ngữ Nếu mà Đức Thế Tôn có phán Tầm, tứ là khẩu hành và tầm tứ của bực nhập sơ thiền cũng vẫn có. Chính do nhân đó, Ngài mới nói rằng cách nói năng của bực nhập thiền vẫn có. 611. Tự ngôn Đức Thế Tôn có phán, tầm tứ là khẩu hành và tầm tứ của bậc nhập sơ thiền vẫn có. Nên cách nói năng của bậc nhập sơ thiền mới có phải chăng? Phản ngữ, phải rồi. Tự ngôn Tầm tứ của bậc nhập sơ thiền bằng đề mục đất, thời cách nói năng của người ấy mới có phải chăng? Phản ngữ, không nên nói thế đó. 612 tự ngôn đức thế tôn ngài có phán tầm tứ là khẩu hành và tầm tứ của bực nhập sơ thiền vẫn có nên cách nói năng của bực nhập sơ thiền ấy mới vẫn có phải chăng phản ngữ phải rồi tự ngôn tầm tứ của bực nhập sơ thiền cảnh đề một nước cảnh đề một lửa cảnh đề mục gió, cảnh đề mục màu xanh, cảnh đề mục màu vàng, cảnh đề mục màu đỏ, cảnh đề mục màu trắng đó cũng vẫn có phải chăng? Phản ngữ, không nên nói thế đó. 613. Phản ngữ, chớ nên nói rằng Cách nói năng của bậc nhập nhị thiền vẫn có phải chăng? Tự ngôn phải rồi. Phản ngữ. Đức Thế Tôn ngài có phán lời nói là có tầm làm sở sanh và tầm tứ của bậc nhập sơ thiền cũng vẫn có phải chăng? Tự ngôn phải rồi. Phản ngữ. Nếu mà Đức Thế Tôn ngài có phán rằng nói năng là có tầm làm sở sanh và tầm tứ của bực nhập sơ thiền cũng vẫn có. Chính do nhân đó, Ngài mới gọi rằng cách nói năng của bực nhập thiền vẫn có. 614. Tự ngôn Do Đức Thế Tôn Ngài phán, cách nói năng là có tầm làm sở sanh và tầm tứ của bực nhập sơ thiền cũng vẫn có bởi thế đó nên cách nói năng của bực nhập sơ thiền mới vẫn có phải chăng phản ngữ phải rồi từ ngôn đức thế tôn ngài có phán rằng ngôn ngữ là có tưởng làm sở sanh và tưởng của bực nhập nhị thiền cũng vẫn có thời tầm tứ bậc nhập nhị thiền đó cũng vẫn có, phải chăng? Phản ngữ, không nên nói thế đó. 615 Tự ngôn Do Đức Thế Tôn Ngài Phán Ngôn ngữ là có tầm làm sở sanh và tầm tứ của bậc nhập sơ thiền cũng vẫn có. Bởi thế, cách nói năng của bậc nhập sơ thiền ấy mới vẫn có phải chăng? Phản ngữ, phải rồi. Tự ngôn, Đức Thế Tôn ngài có phán rằng, ngôn ngữ là có tưởng làm sở sanh, và tưởng của bậc nhập tam thiền, tứ thiền, nhập không vô biên xứ, nhập thức vô biên xứ, nhập vô sở hữu xứ cũng vẫn có tầm tứ của bực nhập không vô biên xứ ấy mới vẫn còn có, phải chăng? Phản ngữ, không nên nói thế đó. 616. Tự ngôn Cách nói năng của bậc nhập thiền vẫn có phải chăng? Phản ngữ, phải rồi. Tự ngôn Câu nói ngôn ngữ của người nhập sơ thiền là pháp thường đã diệt. Đây là bài kinh vẫn thật có, phải chăng? Phản ngữ, phải rồi. Tự ngôn Nếu mà nói rằng ngôn ngữ của người nhập sơ thiền là thường đã diệt, đây là bài kinh vẫn thật có. Thời chớ nên cho cách nói năng của bậc nhập thiền vẫn có. 617 Tự ngôn Nói rằng ngôn ngữ của bực nhập sơ thiền là thường đã diệt mất thế này là bài kinh vẫn thật có. Như vậy, cách nói năng của bậc ấy cũng vẫn có, phải chăng? Phản ngữ, phải rồi. Tự ngôn Nói rằng tầm tứ của bậc nhập nhị thiền là Pháp Thường đã diệt. Đây là bài kinh hẳn thật có. Như thế đó thì tầm tứ của bực nhập nhị thiền vẫn có phải chăng? Phản ngữ không nên nói thế đó. 618. Tự ngôn Nói rằng ngôn ngữ của bực nhập sơ thiền là thường đã diệt mất đây là bài kinh hẳn có nếu như thế đó thì nói năng của bực ấy vẫn có phải chăng phản ngữ phải rồi tự ngôn nói rằng hỷ của bực nhập tam thiền là pháp thường đã diệt mất thở ra thở vô của bực nhập tứ thiền là pháp thường đã diệt mất sắc tưởng của bực nhập không vô biên xứ là pháp thường đã diệt mất thức vô biên xứ tưởng của bực vô sở hữu xứ là pháp thường đã diệt vô sở hữu xứ tưởng của bực nhập phi tưởng phi phi tưởng xứ là pháp thường đã diệt tưởng và thọ của bực nhập thiền diệt thọ tưởng là pháp thường đã diệt. Như đây là bài kinh vẫn thật có. Nếu như thế đó, thời tưởng và thọ của bực nhập thiền diệt, Niroda, ấy cũng vẫn có, phải chăng? Phản ngữ, không nên nói thế đó. 619 phản ngữ. Chớ cho rằng cách nói năng của bậc nhập sơ thiền vẫn có, phải chăng? Tự ngôn, phải rồi. Phản ngữ Đức Thế Tôn, Ngài có phán rằng Thinh là đối lập của sơ thiền, phải chăng? Tự ngôn, phải rồi. Phản ngữ Nếu mà Đức Thế Tôn có phán thinh là thành đối lập của sơ thiền. Chính do nhân đó, Ngài mới nói rằng cách nói năng vẫn có đối với bực nhập thiền. 620. Từ ngôn Do Đức Thế Tôn, Ngài có phán rằng thinh là thành đối lập của sơ thiền. Bởi thế, cách nối năng của bực nhập sơ thiền mới vẫn có phải chăng phản ngữ phải rồi tự ngôn đức thế tôn ngài có phán rằng tầm tứ là cừu địch của nhị thiền phán rằng hỷ là cừu địch của tam thiền phán rằng hơi thở ra vô là cừu địch của tứ thiền phán rằng sắc tưởng là cừu địch của bực nhập không vô biên xứ. Phán rằng không vô biên xứ tưởng là cừu địch của bực nhập vô sở hữu xứ. Phán rằng vô sở hữu xứ tưởng là cừu địch của bực nhập phi tưởng phi phi tưởng xứ. Phán rằng tưởng và thọ là cừu địch của bực nhập thiền diệt tưởng và thọ của bậc nhập thiền diệt ấy mới vẫn có phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó. 621. Phản ngữ: Chớ cho rằng cách nói năng của bậc nhập thiền vẫn có phải chăng tự ngôn phải rồi. Phản ngữ: Đức Thế Tôn ngài có phán rằng này ananda abibu của đức thế tôn ứng cúng chánh biến tri hiệu là si khi vị tại cõi phạm thiên bố cáo luôn vũ trụ bằng lời như vậy phải nên mở đầu nên tiến hóa nên hiệp với sự tinh tấn trong áo nên hạn chế tòa cụ của vua diêm vương như là nhà lợp tranh Thế đó mới là bực không dễ vui trong pháp luật này. Sanh tử luân hồi mới làm cho tột hết khổ. Đây là bài kinh thật có, phải chăng? Tự ngôn, phải rồi. Phản ngữ, nếu thế đó, thời cách nói năng của bậc nhập thiền vẫn có. Dứt ngôn phân biệt ngữ. khổ thực ngữ dukkha ha ra kha tha sáu trăm hai mươi hai tự ngôn cách nói rằng khổ là chi của đạo liên quan đạo phải chăng phản ngữ phải rồi tự ngôn mỗi người mà trình bày lời khổ kêu cho đặng đạo phát sanh phải chăng phản ngữ không nên nói thế đó. 623. Tự ngôn. Mỗi người mà trình bày lời khổ gọi là cho đạo phát sanh phải chăng? Phản ngữ, phải rồi. Tự ngôn. Tiểu nhân mà trình bày lời khổ cũng gọi là cho đạo phát sanh phải chăng? Phản ngữ, không nên nói thế đó tự ngôn người giết mẹ người giết cha người giết la hán người trích máu thân phật người phá hòa hợp tăng trình bày lời nói năng gọi là cho đạo phát sanh đặng phải chăng phản ngữ không nên nói thế đó dứt khổ thực ngữ